Em chào tất cả các bác nhé. Hôm nay bên nhà em xin phép được giới thiệu cho các bác các dòng micro không dây. Bên nhà em đang giảm giá nhé, chỉ với 900.000 đồng. Các bác nhà mình sẽ sở hữu được ngay một bộ micro không dây nhé. Các bác nhà mình cùng em đi khám phá xem là nó gồm những dòng gì nhé. Thì bây giờ dòng đầu tiên này là con G545 nhé các bác nhé. Bây giờ em sẽ mở cho các bác cùng xem nhé. Chỉ với 900.000 đồng các bác nhà mình sẽ mua được một bộ micro không dây nó như thế nào nhá. Hàng này thì bên anh em âm thanh vẫn đang bán 1.3-1.5 triệu nhá. Nhưng mà bên nhà em xin phép là được thanh lý cho các bác này 900.000 đồng nhá. Hàng này nó còn một vài bộ thì bên nhà em giảm giá cho các bác chỉ còn 900.000 đồng nhá. Đây là bộ G545 này bác các bác này. Đây là tay mic của nó nhá. Đây là tay mic của nó này. Tay mic của G545 này, nắp pin. Đây là tay thứ hai của nó nhá các bác nhá. Đây là tay thứ hai của nó này. Các dòng này thì bên nhà em đang giảm giá chỉ còn 900.000 đồng các bác nhá. Đấy, đây là tay của nó này. Bây giờ em sẽ lắp pin vào đây cho các bác cùng xem nhá. Đây em lắp pin đây nhá. Xoáy này mà. Đây các bác nhá. Đây em đã lắp pin vào cho em nó này. Đó, đây là các bác này. Bốn số rất đẹp luôn. Báo cả cột sóng, cột pin nhá các bác nhá. Rất là đẹp luôn này. Đây, bây giờ em sẽ tháo bên trong này cho các bác cùng xem củ mic của nó nhá. Em tháo ra cho các bác cùng xem. Này nó cũng có một củ nguồn này các bác này. Một củ nguồn này. Một jack cắm 6 ly này. Đây các bác nhá. Đây củ nguồn của nó đấy nhá. À đây là củ mic của nó các bác nhá. Củ mic của nó này. Củ mic của nó rất là đẹp luôn. Chỉ với 900.000 đồng là các bác nhà mình sở hữu ngay được một bộ micro không dây rồi. Đây nhá. Đây nó có hai cái bắt vào tủ này. Đây là đầu thu của em đó nhá các bác nhá. Bây giờ em mở ra cho các bác nhá, mở ra. Để em mở đầu thu cho các bác cùng xem nhá. Đây các bác nhá. Đây đầu thu của em nó này. Đây chiều này mới đúng. Đây các bác nhá. Đây đầu thu của em nó này. Dòng này thì anh em đang bán với giá là 1.3-1.5 triệu nhá. Nhưng mà bên này em hôm nay xin phép được giảm giá cho các bác còn 900.000 đồng cho các bác nào nhanh tay nhá. Dòng này nhà em chỉ còn 10 bộ duy nhất thôi nhá. 10 bộ duy nhất là nhà em giảm giá chỉ còn 900.000 đồng thôi nhá. Bây giờ em xin giới thiệu cho các bác một dòng micro không dây khác nhá. Em bỏ này đây. Bỏ này đây. Đây các bác nhá. Đây là dòng tiếp theo bên em giảm giá chỉ còn 900.000 đồng nhá. Em này có tên là KMC8 của công ty JBL các bác nhá. KMC8 các bác nhá. Bây giờ em sẽ mở cho các bác cùng xem này. Đây các bác nhá. Bây giờ em sẽ mở cho các bác cùng xem nhá. Đây các bác nhá. Đây là bộ KMC8 nha các bác nhá. KMC8 đây này. Đây là tai mic của em nó nhá. Tai mic của con KMC8 này em thấy theo như em thì cái con KMC8 này em nhìn nó cũng giống như con vừa lấy em giới thiệu con G545 các bác. Em nhìn nó cũng giống nhưng mà em thấy cái này thì nút bấm của nó mềm hơn này. Nút bấm nó thích hơn này. Bây giờ em sẽ nắp pin cho các bác cùng xem nhé. Nắp pin này mà. Đây là tai mic thứ hai nó nhé các bác nhé. Đây là tai mic thứ hai con KMC8 này.
Đây các bác nhá, đây tai mic thứ hai nó này. Đây, con này bây giờ em nắp pin vào đây nhá các bác nhá. Các bác xem nó có giống như con vừa nãy không? Em nhìn cái đầu số này nó giống như con vừa nãy các bác nhá. Con này nó cũng có báo vạch pin và cột sóng nhá. Con này em nhìn con này thì cũng giống như con vừa nãy thôi, chắc là cái đầu của nó cũng giống như vậy thôi. Đây các bác nhá, đây cổ nguồn của nó này. Con này hiện tại thì anh em bán đồ cũng đang bán với giá là 1,3 triệu đến 1,5 triệu nhá. Nhưng mà bên nhà em nay xin phép là giảm giá cho các bác còn 900.000 đồng các bác nhá. 900.000 đồng là các bác nhà mình sẽ sở hữu được ngay một bộ micro không dây nhá. Hàng này thì nó quá ok rồi. Đây là đầu thu nó nhá. Giờ em sẽ mở đầu thu nó ra cho các bác xem nhá. Em mở đầu thu ra. Đây. Đây là con KMC8 các bác nhá. Đây là đầu thu nó nhá các bác nhá. Đây. Đây là đầu thu nó các bác này. Đầu thu mặt này là mặt phay nhá, mặt phay nhôm nhá. Mặt phay nhôm màu xanh xanh đá các bác nhá, màu xanh đá này. Chốc thì tất cả các dòng này em sẽ cắm điện vào cho các bác cùng xem màn hình của nó nhá. Sau video này em sẽ cắm điện vào cho các bác cùng xem nhá. Ở cuối video nhá các bác, để ý ở cuối video này em sẽ cắm điện vào cho các bác cùng xem đầu thu của nó như thế nào nhá. Cái này thì nó đầy đủ nhá các bác nhá, hàng mới nguyên hộp luôn nhá, đầy đủ pin này, đầy đủ các phụ kiện luôn này, dây cắm sạc 6 ly này. À con này có anten các bác nhá, quên em lại không quay sau cho các bác xem. Đây các bác nhá, đầy đủ anten này, đầy đủ anten mới lại cái vít và giá loa các bác này. Và tiếp theo thì bên em lại lên cho các bác một sản phẩm đấy này. Tiếp theo bên em lại lên cho các bác một sản phẩm này. Một con lưng tiếng nhá. Dòng này bên em cũng đang giảm giá cho các bác chỉ còn 900.000 đồng nhá. Hiện tại thì lúc trước thì em bán là con này là 1,150 triệu bao ship nhá. Nhưng mà hôm nay bên em xin phép được giảm giá thì còn 900.000 đồng không. Còn vài bộ cho bác nào nhanh tay nhá. Bên em chỉ còn vài bộ thôi. Còn vài bộ nữa là hết rồi nhá các bác nhá. Còn 900.000 đồng các bác nhá. Bây giờ em sẽ mở cho các bác cùng xem nhé. Em đang quay một tay nó cũng hơi khó. Đây các bác nhá. Đây. Hàng mới nguyên hộp luôn các bác nhá. Đây có giấy hướng dẫn này các bác này. Giấy hướng dẫn này mình bỏ ra đi. Một dây cắm nguồn nha các bác nhá. Một dây cắm nguồn của con lưng tiếng này. Và đây là em nó đây này các bác này. Bỏ cái này ra đi. Đây các bác nhá. Đây là con lưng tiếng nhá. Con này nó có hai màu các bác nhá. Con này nó có một màu đen và màu trắng nhá. Bác nào thích lấy màu đen thì comment ở bên dưới là màu đen, hoặc lấy màu trắng thì comment là màu trắng để em gửi hàng cho các bác nhá. Con này cũng là 900.000 đồng các bác nhá. 900.000 đồng này. Con này nó đầy đủ cổng Bluetooth nhá. Cổng Bluetooth, cổng quang nhé. Con này hàng loại 1 đấy các bác nhé. Hàng loại 1 đầy đủ Bluetooth và cổng quang nhé. Con này em cũng đang giảm giá cho các bác, chỉ còn 900.000 đồng các bác nhé. Rất đẹp luôn. Các bác nhìn nó rất là đẹp luôn này. Chốc một nát đó, em sẽ cắm điện hết tất cả các này lên cho các bác cùng nhà mình xem nhé. Đây các bác nhé. Đây em đã cắm điện vào hết cho các bác nhà mình cùng xem nhé. Đây là con KMC8 này, đây là con G545 và đây là con lưng tiếng nhé các bác nhé. Em đã cắm điện hết vào cho các bác thì mình cùng xem nhé. Đấy, đây, chi tiết của nó đây nhé. Đấy, tất cả là các dòng này này em đang bán với giá là chỉ là 900.000 đồng các bác nhé. 900.000 đồng là các bác nhà mình sẽ sở hữu ngay được bộ micro không dây và lưng tiếng nhé. Tất cả đều 900.000 đồng các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Đây các bác nhé. Đấy là em đã bật hết lên cho các bác cùng xem nhé. Các bác nào mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại em để dưới màn hình nhé. Hoặc là comment số điện thoại em, bên em sẽ có cho người gọi cho các bác nhé. Các bác xem video của em thấy hay cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Nhớ nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ bên em nhé. Em chào tất cả các bác nhé.